Kính thưa quý thầy cô, các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp, thì hôm nay em rất vinh dự được trình bày về vấn đề chẩn đoán và điều trị bệnh trào ngược dạ dày thực quản, ngoài thực quản, hay gọi tắt là GERD ngoài thực quản. Như chúng ta đã biết thì cái GERD nó bao gồm những cái hội chứng biểu hiện ở thực quản và những cái hội chứng ở ngoài thực quản. Thì các hội chứng ngoài thực quản nó chiếm khoảng 1 phần 3 trường hợp các biểu hiện của GERD. Và đặc biệt là hầu hết những cái biểu hiện ngoài thực quản thường là nó không có triệu chứng điển hình của GERD, như là ở nóng và ở trớ. Và những cái biểu hiện này thường là nó biểu hiện ở đường tai mũi họng và biểu hiện ở đường hô hấp. Do hiện nay vẫn còn thiếu những cái đồng thuận và những cái hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị, do đó khá là tốn kém trong vấn đề chẩn đoán, do cái các triệu chứng nó không có rõ ràng và vấn đề điều trị nó là ít cải thiện, do đó nó tạo nên một cái gánh nặng y tế đối với cái hội chứng GERD ngoài thực quản. Vì vậy hôm nay em xin phép được trình bày cái đề tài này với cái hai cái nội dung chính. Thứ nhất là những cái tổng quan về GERD ngoài thực quản, và thứ hai là chúng ta sẽ nói về chẩn đoán và điều trị một số hội chứng GERD ngoài thực quản thường gặp, ví dụ như trào ngược thanh quản họng, viết tắt là LPA, ho mãn hay là hen. Đầu tiên thì là cái GERD là một cái tình trạng nó có hai cái biểu hiện bằng hai cái hội chứng, cái hội chứng thực quản. Thì trong hội chứng thực quản thì có cái hội chứng có triệu chứng điển hình, ví dụ như triệu chứng ở nóng và ở trớ như chúng ta đã biết. Ngoài ra đối với hội chứng ngoài thực quản thì chúng ta có cái nhóm hội chứng mà nó có mối liên quan rất là rõ ràng đã được xác định với cái trào ngược, đó là có hội chứng ho do trào ngược, hội chứng viêm thanh quản do trào ngược hay còn gọi là LPA, hội chứng hen do trào ngược và hội chứng bào mòn răng do trào ngược. Về tần suất thì 1 phần 3 bệnh nhân GERD thì nó có biểu hiện ở ngoài thực quản, và những biểu hiện thường gặp ở trong này thì theo cái tác giả Marilena thì cái đau ngực được xếp vào là cái triệu chứng ngoài thực quản. Thì những cái biểu hiện thường gặp bao gồm đau ngực, ho mãn tính, rối loạn thanh quản hay LPA và hen phế quản. Đây là những rối loạn rất là thường gặp liên quan đến vấn đề trào ngược. Về sinh bệnh học thì có hai cái thuyết để gây ra những cái triệu chứng GERD ngoài thực quản. Đầu tiên đó là cái thuyết về về trào ngược, tức là cái tiếp xúc trực tiếp của những cái chất từ dạ dày trào lên thực quản, sau đó trào lên và nó tiếp xúc với cái niêm mạc phế quản hoặc là niêm mạc thanh quản gây ra các triệu chứng. Ngoài ra còn có một cái thuyết thứ hai, đó là thuyết phản xạ, tức là những cái chất từ dạ dày trào lên chỉ ở cái mức độ ở đoạn xa của thực quản thôi, nhưng nó kích thích cái dây thần kinh phế vị, và cái dây thần kinh phế vị gây ra từ đó nó gây ra những cái triệu chứng ngoài thực quản. Do là trước đây thì cái nguồn gốc về phôi thai học á, của cái thực quản và của cái phế quản thì nó cùng có nguồn gốc. Và cái GERD ngoài thực quản thường là nó không có các triệu chứng điển hình. Khoảng 20 đến 60% trường hợp GERD ngoài thực quản thì nó không có triệu chứng ở nóng. Và các triệu chứng này cũng như là các triệu chứng của GERD ở thực quản thì nó có thể nặng hơn khi chúng ta thay đổi về tư thế, ví dụ như cúi gập người, tư thế nằm hoặc là sau khi ăn no. Và vấn đề điều trị thì nó đáp ứng điều trị kém đối với những cái phương pháp điều trị của biểu hiện ngoài thực quản, ví dụ như bệnh nhân hen phế quản thì chúng ta kiểm soát hen bằng những cái phương pháp thông điều trị hen thì nó cũng kém hiệu quả, hoặc là viêm thanh quản chúng ta điều trị những cái phương pháp viêm thanh quản của cái bên tai mũi họng thì cái hiệu quả nó cũng kém mà nó hay tái đi tái lại nhiều lần. Và khi chúng ta nghĩ đây là những cái triệu chứng biểu hiện của ngoài thực quản, chúng ta điều trị với PPI liều chuẩn, tức là thức ức chế bơm proton liều chuẩn một lần một ngày á, thì cái hiệu quả nó cũng không có hiệu cũng kém. Và theo cái hướng dẫn của cái Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ AGA năm 2018 á, thì những cái xét nghiệm chẩn đoán thường sử dụng đối với những cái trào ngược ngoài thực quản thì bao gồm nội soi thanh quản, nội soi thực quản dạ dày tá tràng, đo pH ở thực quản liên tục, hoặc là mình phối hợp thêm với đo trở kháng để nhằm giúp chúng ta có thể xác định được cái chất trào ngược là axit hay là không phải là axit, hoặc là axit kém hoặc là chất bazơ, và những cái phương pháp mới ví dụ như đo pepsin ở nước bọt. Đối với vai trò của nội soi thanh quản trong những cái trào ngược thanh quản họng thì người ta nhận thấy rằng là cái độ đặc hiệu và độ nhạy nó không có cao. Lý do là những cái biểu hiện trên nội soi thanh quản của cái LPA nó có thể gặp đến 70% ở người bình thường. Về nội soi thực quản dạ dày tá tràng thì chúng ta cho chỉ định trong những trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu báo động, bệnh nhân không đáp ứng với thuốc ức chế bơm proton, bệnh nhân khó nuốt hoặc là những cái triệu chứng trào ngược mà chúng ta nghi ngờ có nguyên nhân khác, ví dụ như viêm thực quản như tăng bạch cầu ái toan,
triệu chứng trào ngực kéo dài, có biến chứng về gợt. Đối với những bệnh nhân mà cái triệu chứng về gợt, cái bệnh lý về gợt kéo dài, về vai trò của nội soi thì có giá trị chẩn đoán khá là thấp. Đối với bệnh nhân gợt mở thực quản thì chúng ta thấy là nội soi nó chỉ phát hiện được khoảng 20-30% trường hợp, đó là những cái biến chứng của thực quản, như ví dụ như viêm thực quản do trào ngược, barrett thực quản, chít hẹp thực quản, vân vân. Và vì vậy đối với cái gợt ngoài thực quản á, thì cái giá trị chẩn đoán cũng thấp. Thậm chí những trường hợp mà chúng ta soi chúng ta phát hiện ra được bằng chứng của gợt, ví dụ như có cái dấu hiệu của viêm thực quản trào ngược hay barrett, thì người ta cũng không chứng minh được cái mối liên hệ giữa trào ngược với các triệu chứng ngoài thực quản. Do đó mà giá trị nội soi ngay cả có những dấu hiệu bất thường cũng có cái giá trị dự đoán kém trong xác định gợt là nguyên nhân của triệu chứng ngoài thực quản. pH monitoring hay là chúng ta đo pH thực quản thì được chỉ định trong những cái tình huống như bệnh nhân không đáp ứng với cái thử nghiệm ức chế bơm proton, những trường hợp mà chúng ta chẩn đoán gợt không chắc chắn, hoặc là trước những cái thủ thuật ví dụ như fundoplication. Đây là cái phương pháp duy nhất mà có khả năng đánh giá được mối liên quan giữa những cái trào ngược và cái triệu chứng trào ngược, và vì thế nó có hữu ích trong vấn đề chẩn đoán gợt nói chung và những cái gợt ngoài thực quản nói riêng. Đối với các kỹ thuật đo pH thì chúng ta có ví dụ như đo pH liên tục thông qua cái catheter, một đầu dò hoặc là hai đầu dò, tức là đầu dò kép, một cái đầu dò, một cái trốt chúng ta để ở cái cơ thắt thực quản dưới khoảng 5 cm và một cái đầu dò đỡ vùng họng. Chúng ta có thể phương pháp thứ hai là chúng ta kết hợp thêm đo trở kháng như tôi đã trình bày vừa rồi, tức là đo trở kháng có thể là ở một đầu dò hoặc ở cả hai đầu dò. Và thứ ba đó là chúng ta theo dõi pH on hoặc off therapy, tức là đang uống PPI hoặc là đã ngưng PPI. Thì on PPI thường áp dụng cho những trường hợp chúng ta đã chắc chắn gần như là cái gợt trước đó. Tức là bệnh nhân đã được chẩn đoán gợt trước đó, bây giờ chúng ta làm để chúng ta xem thử có cái mối liên quan nào giữa cái trào ngược với những cái triệu chứng mà nó không đáp ứng hay không. Và off therapy thì áp dụng cho những trường hợp chúng ta cần chẩn đoán gợt. Đây là một cái bảng cho thấy rằng những cái khuyến cáo đối với các phương tiện chẩn đoán đối với gợt ngoài thực quản, ví dụ như là soi soi thực soi dạ dày, soi đường tiêu hóa trên á, thực quản dạ dày tá tràng thì được khuyến cáo cho những trường hợp có triệu chứng báo động, ví dụ như sụt cân, lớn tuổi, thiếu máu. Đo pH thực quản thì được khuyến cáo cho với những trường hợp, hầu hết các trường hợp biểu hiện ngoài thực quản, hoặc là chúng ta đo pH kết hợp với đo trở kháng đối với trường hợp hen phế quản, viêm thanh quản. PPI trial tức là thử nghiệm PPI cũng được khuyến cáo cho hầu hết tất cả các biểu hiện ngoài thực quản. Còn nội soi thanh quản và nội soi phế quản đối với những trường hợp mà có triệu chứng ở thanh quản, hoặc là soi phế quản đối với trường hợp ho mãn tính, thì cái PPI trial là được cái khuyến cáo đầu tiên khi chúng ta tiếp cận với những cái triệu chứng ngoài thực quản và được khuyến cáo cho hầu hết các biểu hiện ngoài thực quản. Tuy nhiên cái giá trị của cái test CPI này á thì nó chỉ có cái độ nhạy là 78%, độ đặc hiệu là 54% trong chẩn đoán hoặc là thực quản theo cái một cái meta analysis năm 2004. Tuy nhiên nếu mà chúng ta làm test này mà nó đáp ứng thì giúp chúng ta xác định chẩn đoán về những cái biểu hiện gợt ngoài thực quản. Và đến năm 2018 thì cái hướng dẫn của cái AGA, tức là Hiệp hội Tiêu hóa Hoa Kỳ năm 2018 thì cho chúng ta cái bước tiếp cận như sau. Đối với những bệnh nhân mà có cái triệu chứng trào ngược ngoài thực quản á, thì chúng ta xem những bệnh nhân này có cái triệu chứng điển hình của gợt kèm theo hay không. Nếu bệnh nhân này có triệu chứng điển hình của gợt kèm theo như ở nóng và ở trớ thì chúng ta có thể tiến hành thử cái PPI trial luôn, tức là chúng ta điều trị ức chế bơm proton nhưng cái liều cao hơn cái liều bình thường, đó là 2 lần một ngày và cái thời gian của nó là 6 đến 8 tuần lễ. Còn đối với những bệnh nhân mà không có triệu chứng điển hình của gợt thì chúng ta gửi cho các chuyên gia về tai mũi họng, dị ứng về hô hấp, họ đánh giá, họ xem có nguyên nhân nào khác hay không. Nếu mà họ không tìm một cái nguyên nhân nào khác mà họ vẫn nghĩ có thể là do trào ngược thì chúng ta cũng bắt đầu bằng PPI 2 lần một ngày 6 đến 8 tuần. Sau đó chúng ta đánh giá lại sau 6 đến 8 tuần, nếu triệu chứng ngoài thực quản biểu cải thiện thì chúng ta sẽ điều chỉnh và chúng ta tới sử dụng cái liều thấp nhất có hiệu quả. Nếu triệu chứng gợt, nếu mà cái triệu chứng biểu hiện ngoài thực quản nó vẫn còn, tức là nó không có cải thiện á, thì có hai tình huống xảy ra. Tình huống thứ nhất là chúng ta nghi ngờ, những tình huống này là những tình huống mà rất là nghi ngờ về gợt rất là cao. Những người có BMI trên 25, những người trước đó đã được chẩn đoán chắc chắn là gợt rồi bằng cái có cái biểu hiện trên nội soi hoặc là trên pH monitoring, hoặc là những bệnh nhân này đáp ứng với PPI rất là tốt, các triệu chứng cải thiện về các triệu chứng về gợt điển hình
Tuy nhiên các triệu chứng ngoài 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 thực quản thì nó không cải thiện, thì đối với những tình huống này thì có khả năng là cái ở nóng và ở trớ, tức là cái gợt này nó là có thể là nguyên nhân của các biểu hiện ngoài thực quản, mà có thể là nó cùng đi cùng nó đi song hành với nhau, không phải là nguyên nhân nhân quả. Thì đối với các tình huống này họ khuyến cáo mình sử dụng là đo cái pH phối hợp với đo trở kháng, tức là on therapy, tức là đang sử dụng PPI, để chúng ta đánh giá thử xem những cái triệu chứng ngoài thực quản này, nó tồn tại này, nó có liên quan gì đến với trào ngược hay không. Còn những trường hợp mà chúng ta ít nghi ngờ GERD, tức là những trường hợp mà chúng ta không có triệu chứng điển hình của GERD, hoặc là triệu chứng điển hình của GERD nó không đáp ứng với cái PPI, hoặc là những bệnh nhân này không có được chẩn đoán GERD trước đó chắc chắn, BMI dưới 25, thì chúng ta sẽ làm test off therapy, tức là ngưng PPI và đo lại cái pH monitoring và xem xét các chẩn đoán khác. Về vấn đề điều trị thì theo cái AGA 2018 thì chúng ta thấy là các phương pháp điều trị của GERD và ngược ngoài thực quản thì khá là tương tự nhau cùng một cái bảng. Là đầu tiên là các phương pháp điều trị nội khoa, ví dụ như chúng ta thay đổi lối sống, giảm cân, nâng cao đầu giường, chúng ta tránh những cái thức ăn hoặc những cái thuốc mà nó kích thích trào ngược, ăn những bữa ăn nhỏ, tránh ăn no và ăn trễ, tức là từ khi ăn đến khi ngủ vào buổi tối phải trên 3 tiếng đồng hồ, và đặc biệt là cho bệnh nhân nằm nghiêng bên trái. Về thuốc thì cũng antacid, ức chế thụ thể H2, ức chế bơm proton, prokinetic, baclofen và arginase, tức là gaviscon. Thì trong cái nhóm thuốc và điều trị nội khoa này thì cái thuốc ức chế bơm proton và là cái thuốc được gọi là nền tảng trong điều trị GERD và GERD ngoài thực quản. Thì trong cái nhóm thuốc ức chế bơm proton chúng ta thì chúng ta có hai thế hệ. Thế hệ thứ nhất là pantoprazole, lansoprazole và omeprazole. Thế hệ thứ hai là isomeprazole và rabeprazole. Thì cái đây là một cái nghiên cứu phân tích tổng hợp trên 57 nghiên cứu, khi họ đo được cái pH trung bình ở dạ dày, họ đánh giá cái độ mạnh về kháng tiết tương đối so với cái omeprazole, thì thấy rằng thế hệ thứ hai isomeprazole rabeprazole có cái độ mạnh kháng tiết tương đối cao nhất, trong đó rabeprazole là cao nhất 1.82. Và ngoài ra hiệu quả của kiểm soát các triệu chứng GERD nói chung và GERD ngoài thực quản nó còn tùy thuộc vào cái thời gian kiểm soát pH trên 4 giờ cũng như là cái trung bình pH. Thì đây là một nghiên cứu so sánh với omeprazole thì thấy rabeprazole ở ngày thứ 8 thì có thời gian kéo đưa pH trên 4 giờ là cao hơn hẳn so với omeprazole là 15 giờ. Và cái ở ngày thứ 8 luôn thì cái pH trung bình ngày thứ nhất và ngày thứ hai pH trung bình của cái rabeprazole cũng cao hơn hẳn so với omeprazole có ý nghĩa thống kê. Về cái liều lượng và thời gian sử dụng thì đây là một cái nghiên cứu mở ngẫu nhiên, thì cho thấy rằng rabeprazole sử dụng liều cao 2 lần một ngày so với liều chuẩn thì nó có hiệu quả trong vấn đề cải thiện các triệu chứng điển hình và không điển hình là 82,4% so với 63%, đặc biệt là các triệu chứng không điển hình như ho và clobus, tức là cảm giác vướng họng, với thời gian là 12 tuần. Kế tiếp là prokinetic, tức là thuốc trợ vận động. Thì đây là một nghiên cứu phân tích tổng hợp năm 2014 thì cho thấy rằng là cái prokinetic có thể là được chọn lựa trong điều trị trào ngược thanh quản họng. Tuy nhiên những cái chứng cứ hiện tại thì nó thiếu về những cái nghiên cứu về RCT, do đó các khuyến cáo về việc sử dụng thường xuyên prokinetic thì vẫn chưa được đưa ra. Về vai trò của arginase thì thấy rằng là arginase lỏng thì nó có cải thiện triệu chứng và các dấu hiệu thanh quản ở bệnh nhân có trào ngược thanh quản họng. Tuy nhiên cái vai trò của thuốc này trong hen phế quản thì chưa được đánh giá. Baclofen thì nó lại có thấy một số nghiên cứu có vai trò trong cải thiện triệu chứng ho mãn tính. Tuy nhiên thì các nghiên cứu ngẫu nhiên chứng ACT trong các triệu chứng khác của GERD ngoài thực quản thì chưa có nhiều. Do đó mà cái vai trò của nó trong khuyến cáo đối với GERD ngoài thực quản vẫn chưa rõ ràng. Bây giờ chúng ta qua phần thứ hai, tức là chẩn đoán và điều trị một số cái hội chứng GERD ngoài thực quản thường gặp. Đó là trào ngược thanh quản họng. Đối với trào ngược thanh quản họng thì chúng ta có hai cái bảng điểm. Thứ nhất là cái Reflux Symptom Index, tức là cái chỉ số triệu chứng trào ngược. Thì họ sẽ đánh giá số điểm dựa vào các triệu chứng, dựa vào cái mức độ nặng của các triệu chứng mà đánh giá từ 0 đến 5 điểm và có 9 cái triệu chứng. Ví dụ như là khàn tiếng, ví dụ các vấn đề về giọng nói, ví dụ như tằng hắng, ví dụ như là chảy mũi sau hoặc là có nhiều chất nhầy ở họng vân vân. Thì nếu mà cái tổng điểm của nó mà từ 10 trở xuống thì coi như là bình thường, và nếu tổng điểm từ 13 trở lên thì cho thấy là nghi ngờ một cái trào ngược thanh quản họng.
Ngoài ra còn có một cái reflux finding score AFS, tức là thang điểm mà biểu hiện trào ngược ở trên nội soi thanh quản, thì họ cũng cho điểm và họ đánh giá dựa vào các triệu chứng mà mình thấy ở trên nội soi, ví dụ như là phù nề thanh thanh phù nề hạ hạ họng, hoặc là che lấp thanh quản, hoặc là xung huyết, hay là phù dây thanh âm vân vân. Thì nếu mà trên 7 điểm thì 94% có khả năng đó là trào ngược thanh quản họng. Tuy nhiên cũng như tôi đã đề cập thì cái AFS này á, đôi khi nó không chính xác vì nó có thể gặp ở người bình thường, và nên soi bằng ống thoi mềm thì nó có cái giá trị hơn là soi ống thoi cứng, và nó có một cái độ tin cậy nó rất là kém giữa các người soi trên một bệnh nhân, hoặc là trên cùng một bệnh nhân nếu mà người bác sĩ đã soi nhiều lần đôi khi cái độ tin cậy, tức là độ tương đồng, nó không có tốt lắm. Và ngoài ra cái tương quan giữa cái RSI và RFS này với pH monitoring nó không có cao, và một số nghiên cứu cho thấy rằng những cái biểu hiện ở trên nội soi RFS nó tương quan kém hơn so với RSI. Và cái RSI tức là cái chỉ số về triệu chứng trào ngược thường được dùng trong cái đáp ứng điều trị trong các nghiên cứu thì nó có giá trị và đáng tin cậy hơn là những cái biểu hiện trên nội soi. Về vấn đề điều trị của trào ngược thanh quản họng thì có hai cái meta-analysis. Một cái meta-analysis có 14 RCT với 771 bệnh nhân vào năm 2016 thì cho thấy rằng là cái ức chế bơm proton nó có cải thiện đáng kể triệu chứng trào ngược so với placebo. Và tương tự cái meta-analysis năm 2018 cũng vậy, với số lượng bệnh cũng cho thấy rằng là cái PPI vượt trội hơn so với placebo, đặc biệt khi chúng ta phối hợp thêm cái lối sống, cái thay đổi lối sống trong quá trình điều trị. Về liều lượng thì thấy rằng là đối với trào ngược thanh quản họng thì rabeprazole 12 tuần điều trị với liều 2 lần một ngày thì cải thiện đáng kể triệu chứng trào ngược so với giả dược. Tuy nhiên, nếu chúng ta người ta nhận thấy rằng sau khi ngưng PPI khoảng 6 tuần lễ thì các triệu chứng nó lại xuất hiện trở lại, do đó họ xem xét rằng có cần thiết phải kéo dài thời gian điều trị PPI trên bệnh nhân trào ngược thanh quản họng hay không. Và đây là cái sơ đồ mà chúng ta tiếp cận vấn đề trào ngược thanh quản họng năm 2019. Thì chúng ta thấy rằng là những cái bệnh nhân mà có những cái triệu chứng hoặc biểu hiện nghi ngờ trào ngược thanh quản họng sau khi chúng ta tích hợp những cái phương tiện chẩn đoán về lâm sàng và loại trừ những cái nguyên nhân khác, thì có triệu chứng LPA nghi ngờ là trào ngược thì chúng ta sẽ cho làm cái đo pH impedance, tức là đo pH trở kháng, và dùng hai cái đầu dò, một cái đầu dò ở thực quản và một cái đầu dò ở họng. Nếu mà bệnh nhân này có cái impedance pH của nó là dương tính, tức là có hơn một cơn trào ngược ở họng cộng với một cơn trào ngược ở họng, tức là có chứng minh được trào ngược thanh quản họng đó, thì họ đánh giá xem thì cái chất trào ngược này là axit hay là hỗn hợp hay là không phải axit. Thì đối với axit á, thì nếu mà cái số cơn trào ngược là axit nó gấp 2 lần số cơn trào ngược không axit thì được xếp là trào ngược axit. Còn nếu tỷ số này từ 0,5 đến 2 thì được là hỗn hợp. Và nếu số cơn trào ngược axit chia cho không axit mà nhỏ hơn 0,5 thì được xếp là không do axit. Thì trong vấn đề điều trị thì nếu mà trào ngược do axit thì người tất cả hay không do axit hay là hỗn hợp đều điều trị trong vòng 3 tháng và khởi đầu bằng những cái phương tiện về diet, tức là những cái phương tiện thay đổi về lối sống, về chế độ ăn, phối hợp hay không phối hợp với PPI cộng với arginine. Tuy nhiên đối với những trường hợp mà trào ngược không axit thì cái PPI này họ đánh dấu sao, tức là cái vai trò PPI nó rất là kém. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể điều trị thử cái PPI nhưng mà hiệu quả nó rất là kém. Sau đó chúng ta đánh giá lại, nếu mà hiệu quả của nó mà trên 20%, tức là các triệu chứng trào ngược nó cải thiện trên 20% thì chúng ta có thể là điều chỉnh, và sau đó chúng ta điều chỉnh theo cái triệu chứng. Và nếu cái cải thiện của nó mà dưới 20% thì chúng ta có thể là tiếp tục điều trị, chúng ta có thể điều thêm thuốc vân vân, và chúng ta đánh giá lại. Còn nếu trường hợp mà không cải thiện gì cả, các triệu chứng không hề thay đổi thì chúng ta nên thực hiện thêm những một test khác nữa. Ví dụ chúng ta có thể làm pH impedance nhưng mà sau khi điều trị để đánh giá xem cái trào ngược và những cái triệu chứng còn lại đó nó có mối liên quan gì không. Chúng ta có thể đo áp lực thực quản phân giải cao, hoặc là chúng ta có thể nội soi thực quản dạ dày tá tràng nếu chưa nội soi. Và nếu chúng ta xác định là LPR rồi thì ngoài những cái chế độ điều trị đó chúng ta có cái chế độ ăn, chế độ sinh hoạt rất là nghiêm khắc, có thể kết hợp thêm baclofen, antihistamine hoặc đôi khi phải phẫu thuật. Còn nếu không phải là LPR thì chúng ta xem xét các chẩn đoán khác. Chúng ta bước cái bệnh thứ hai thường gặp ngoài thực quản nữa, đó là cái ho mãn tính, được định nghĩa là ho kéo dài trên 8 tuần.
Người ta nhận thấy rằng ở những bệnh nhân không hút thuốc, X-quang phổi bình thường mà không dùng thuốc ức chế men chuyển thì 86% ho mãn này nguyên nhân đó là hen, hội chứng chạy mũi sau và bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Tuy nhiên trên một bệnh nhân có thể tồn tại hai hoặc ba cái các biểu hiện này. Cái đặc điểm của nó là khi những cái bệnh nhân mà khi mà có ho mãn to go gợt á, thì nó lại không có triệu chứng trào ngược thực quản điển hình lên đến 75%, do đó rất là khó cho chẩn đoán. Và cái đặc điểm ho của nó là ho khan và thường nặng hơn khi thay đổi tư thế, khi ăn, khi nói, và đôi khi nó là một cái biểu hiện duy nhất của cái bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Ngoài ra ho mãn có thể là một cái triệu chứng kích thích thanh quản trong cái trào ngược thanh quản họng, do đó đôi khi những trường hợp này chúng ta phải loại trừ trào ngược thanh quản họng bằng nội soi thanh quản và luôn luôn phải loại trừ những cái bệnh lý hô hấp khác, bệnh lý tai mũi họng khác. Về chẩn đoán thì cái pH monitoring là một cái kỹ thuật xâm lấn và nó không phổ biến, do đó cái tiếp cận chẩn đoán đối với ho mãn tính vẫn là cái test PPI, và người ta thấy rằng 79% ho mãn do gợt thì nó sẽ cải thiện với triệu chứng PPI giúp chúng ta xác định chẩn đoán. Về điều trị thì điều trị cũng khuyến cáo là chúng ta nên khuyến cáo điều trị đến 3 tháng và sử dụng liều chuẩn 2 lần một ngày. Trường hợp mà không đáp ứng với PPI 2 lần một ngày thì chúng ta có thể bổ sung thêm thuốc chặn chế thụ thể H2 vào ban đêm và hoặc baclofen. Và một cái biểu hiện cuối cùng em xin được trình bày đó là hen 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 đối với gợt là một cái mối liên quan nhân quả mà nó một cái vòng xoắn. Hen có thể gây ra gợt do tăng cái áp suất ở trong lồng ngực hoặc do các thuốc điều trị hen, và gợt có thể gây ra hen với những cái cơ chế vừa được trình bày. Thì đây là những cái triệu chứng, những cái tiền sử bệnh sử giúp chúng ta gợi ý hen này nó có liên quan đến trào ngược. Thứ nhất là cái hen nó khởi phát trễ ở người lớn, và các triệu chứng hen như khó thở, như ho, khò khè nó có liên quan với những cái triệu chứng trào ngược. Và khi bệnh nhân sử dụng cái thuốc hít điều trị hen thì đôi khi nó giảm, có thể giảm triệu chứng trào ngược và ngược lại. Hen xảy ra về đêm, xuất hiện sau bữa ăn no hay sau tập thể thao và nó điều trị hen kém hiệu quả. Về bệnh sử thì bệnh nhân có cùng lúc các triệu chứng trào ngược, lưu ý là triệu chứng ho và khan tiết cũng rất là gợi ý hen là do trào ngược, và triệu chứng của trào ngược và hen xuất hiện có thể cùng một lúc. Về chẩn đoán thì họ khuyên chúng ta sử dụng vào lâm giữa và lâm sàng và test PPI. Về độ nhạy của pH monitoring trong chẩn đoán tiếp xúc với axit bất thường là 90%. Tuy nhiên ở bệnh nhân hen thì cái pH monitoring này nó có độ nhạy và độ đặc hiệu khá là thấp, chỉ khoảng 6 mà thôi. Về vấn đề điều trị thì chúng ta chia làm hai nhóm. Nếu mà nhóm có triệu chứng gợt điển hình thì chúng ta điều trị ngay như PPI 2 lần một ngày như trong khuyến cáo của AGA, nhưng mà thời gian có thể 2 và kéo dài đến 3 tháng, kết hợp với thay đổi lối sống. Nếu bệnh nhân thành công, tức là có cải thiện hen, thì chúng ta giảm liều PPI, hoặc chúng ta giảm liều liều thấp có hiệu quả kéo dài hoặc là ngưng. Còn nếu mà các triệu chứng không thành công, tức là hen có thể là không bị kích hoạt bởi trào ngược, hoặc là đôi khi cái trào ngược chúng ta kiểm soát chưa có tốt, thì chúng ta có thể phối hợp thêm bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa để chúng ta có thể cùng nhau điều trị cho bệnh nhân. Còn những trường hợp mà không có triệu chứng về gợt thì hiện nay khuyến cáo là không sử dụng chế bơm proton. Cái kết luận của bài trình bày hôm nay của em đó là chẩn đoán gợt ngoài thực quản nó không đơn giản và chúng ta phải loại trừ các nguyên nhân khác, và cái test PPI hay là PPI trial thường là được bước được vẫn được xem là bước chẩn đoán đầu tiên, và PPI vẫn là cái thuốc điều trị chính của cái gợt ngoài thực quản, và có liều thường là phải liều cao 2 lần một ngày với thời gian kéo dài hơn so với gợt thông thường là đến 12, 13 tháng. Em xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của các thầy cô và các anh chị và các bạn đồng nghiệp ạ. Em xin chào.